Trời ơi, coi tao chỉnh lại cái hình cái kia cho đã. Rồi vô anh em ơi. Rồi đi theo tao, đi theo tao. Đi đâu? Nè, tao là thằng bác con này nè. Bay giặc rồi nên giờ anh là người nghèo nhất. Nghèo đi, cút đi. Rồi, cút em rồi. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, đá. Ok, vô nè, lấy cái nến đi anh em ơi. Tôi đặt mới không có cái đèn chưa kia rồi. Chưa tính vậy nếu kêu lấy cái nến. Thằng con mình ở trong phòng thì hết hồn mày. Rồi anh em ơi, đi theo tôi. Đi. Tôi còn chưa có ma đâu, tìm cái quyển sách đi đã. Đi theo tôi. Ok, okay. Giờ là có ma đó, tao cũng đeo tai nghe là không sợ. Tìm ba con chuột đi, rồi đi rửa nó. Là sao? Là tìm ba con chuột đi. Tìm đi, tìm đi, đi một vòng tìm nè, cho mấy cái tủ nè tìm. Ma chị nghe ngang quá không? Mời. Tạo ra thử đạn chứ ơi. Ma, ơi đèn chuột nó hết hồn. Mà từ núp xa xa lông ma, top mày được cái cu. Kìa nó tao luôn mày kìa lông. Surprise motherfucker, chạy luôn. Chết luôn. Tìm chuột luôn ơi, qua đây, nhìn mấy cái tủ nè. Ok, ok, lâu rồi. À, nó hù không sợ lắm nha. Đúng rồi, đâu có sợ đâu, mà mày được hồi xuống liên tục mà. Ui, tối chỗ mắt. Đi, 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 đi em ơi. Ủa, nó đâu? Mày đi ngang hả? Nó ngoài á. Nó ngoài, nó ngoài á. Nó hướng nào? Nó đi phải. Mình đi ghê trái nè. Rồi, đi, đi. Gà cái nó đứng trước đó. Đó, 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 đó. Tới chỗ yên tới nè, mà tao đi tìm chuột rồi. Ông bỏ tao đâu rồi không? Tìm chỗ tao vừa chết rồi, thấy con chuột nào không? Đâu. À đây có con chuột lại nè. À chỗ cũ luôn, mấy con chuột sẽ xì bao là chỗ cũ. Ông ơi, lại chỗ ơi. Vô 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 vô. Đừng bị tắt đèn, có chuột mua đi. Ở chỗ hiên tới anh em ơi. Sao được con chuột đầu tiên? Nhà kế bên đường tao luôn. Ok được. Đây họ tao gửi con chuột đây. Anh em bảo kê tao đến chỗ hiên tới nào. Ừ chờ, tao em bị được nó bắt nè. Nè, đường chuột có độc rồi nè đúng không ta? Ừ. Chuột bị ngộ độc. Chạy luôn rồi. Giờ chạy hướng nào giờ? Quánh đau vô quẹo luôn, quẹo. Tao đang chờ, anh em ơi, cứu tôi, tôi cầm chuột có độc. Ôi, anh em ơi, nó dâm tôi rồi. Em kêu đi theo không chịu. Thằng nào ok, tao đi hiến tế con chuột đầu tiên coi. Đẹn đâu? Đẹn ở chỗ mà gửi chuột độc nè. Có con chuột nè. Ừ mà chạy ra chỗ này đi, rửa độc đi, hai con là ngon rồi. Đồ ghê, tại trời ơi, má nó chụp luôn. Đây nè, chỗ con thang rồi. Đâu đang bị đốt đâu vậy? Đây cầu thang. Tới chỗ hiến tế nè. Đi qua hiến tế. Phải tới đường con nè. Anh ơi, cũng tao, nó gượt tao. Nó gượt em rồi nè, chứ gượt anh cái đầu người. Ủa em đang ăn chuột, đang ăn chuột. Cứu em. Đấy thôi. Đây đâu rồi? Đây nè, đang chạy lại chỗ phòng cũ nè. Tao đang đi đâu tao cũng đéo biết nè. Được một con chuột rồi, tìm lông đi, gửi chuột đi, tao đang cứ... Bị nó hấp rồi nên mất con chuột rồi. Giờ tìm lại cái chuột nữa. Tìm chỗ cũ, tao vừa hiến tế cho nó ăn chuột xong á. Vậy vừa chạy ngang tao, bây giờ chạy lẹ lắm á. Quỷ này nó mới vừa hấp tao 2-3 lần, ơi nữa kìa, sau lưng kìa. Lâu cu, ê. Gì? Nó quành lại cái thứ. Quành lại thì cái cu. Quành lại thì cái cu. Tao đen, tao đen. Thầy cứu lùn nó ngu kìa. Anh cứu lùn. Đang đi. Nó đâu đâu? Nó ngoài. Alo anh em ơi, cửa ra ngoài đây nè. Đâu ra ngoài đâu? Đó, đếm người kìa. Rồi được đó. Đếm người kìa. Vô. Hello bạn nhỏ. Chạy nè, xe bích ginh. Xe bích ginh hả? Ừ. Chạy né vô, thực phẩm đó nha. Bạn dám lừa tôi bằng loài gặm nhắm không? Á đu, bạn đã làm video khó chịu á đu, kiệt ô mô. Chạy sao vậy? Cứ chạy thôi, đó đó đó, lùng chạy kìa. Cái mắt xe buýt mở cửa luôn, mở cửa luôn. Chạy như đo vậy thôi. Ứng ship rồi chạy thôi. Á đu nó cắn tao. Chết hả? Chưa. Đừng đụng với mấy xích tua nha. Ây da. Ủa đi nào vậy? Nhiều đường mẹ ơi. Đó stamina anh em ơi. Quên rồi, quên rồi. Quên trời ơi. Quá dễ đó anh em. Quên là cái lá quên. Còn một cái mạng samurai nữa nè, tới nè. Kia kia. Chưa chưa đâu phải đâu, lại nói chuyện với lại thằng kia đã. Lại chuyện mà chiếm đó. Ủa mày này chơi sao ta? Nhiệm vụ của mình là gì? Mày không đọc hướng dẫn sử dụng mà. Đây.
Làm gì lâu? Rồi đi tiếp, đi tiếp anh em ơi. Có vẻ làm mẹ si bù cu kìa. Muchas gracias afición, este para vosotros. À màn này là vô nhà làm gì tao quên tiêu rồi. Đây là lời nái. Có mai không? Không biết, lông lẽ này lâu. Đâu, ở đâu? Tao vô nhà, mày đứng đâu vậy? Ừ, đợi, đợi, tao chưa vô nhà. Ủa, đâu cần vô nhà đâu, đi qua nhà mà, mày lên nhà làm gì? Đi qua nhà có đồ, có chiếc mẹ phỏng mà. Qua đây qua nhà luôn. Vô nhà làm gì? Ôi, ôi, trời, 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 giật mình. À, giật cả mình. À, mở tiện, rửa mở, ôi, tưởng nào mở cửa ra. Không phải. Nói chuyện Samurai bên này nè, đi theo tao. Đâu mày đâu? Nè, tao đây nè. Có cửa nè. Ê, Samurai kìa, Samurai kìa. Ở đây à? Samurai đâu vậy anh em? Ủa, Samurai dữ chưa? Quỷ giả so à. Anh em ơi, Samurai nằm đâu vậy chị tôi ơi? Đây, nói chuyện quỷ giả so chứ phải Samurai. Bạn nghĩ sao nếu bạn mang cho tôi... thì mang cho Kenko một quả cầu gì vậy? Cầu. Chúng ta phải đi tìm quả cầu hả? Thôi rồi anh em bỏ tôi đâu cũng tiêu rồi. Long nhà tìm quả cầu Kenko. Long ơi. Kìa kìa, mai cho bá nái luôn kìa Long ơi. Ủa mày đâu hết rồi, tao đéo thấy mày luôn, ai thấy ma rồi. À thấy Long mày kìa, Long kìa. Ủa ma đâu? Ma đi rồi. Kìa đi bên kia kìa, vô nhà Long. Mà chứ đừng núp ở dưới này thôi đâu được rồi nè, đâu nó đâu giết được mình đâu. Anh em núp cứu tôi anh em ơi. Có chứ mày. Anh em ơi. Đâu rồi? Ở cô, tao nè. Ở đâu rồi? Vô, vô đây tìm đồ là Long. Ăn à. Đây Long, vô đây. Nó liếm đâu em. Ủa vô trong nhà là nó đâu làm gì được mình. Đúng rồi, trong nhà cũng chả có gì đâu. Nó hút tao rồi anh em ơi. Tìm đồ coi quả trứng gì nó nói gì. Cầu à. Cái bóng đèn mà ngáo này. Cái lưu đèn. À bây giờ phải tìm chìa khóa bạn ơi. Ở gần ma lắm Long. Cái nhà gần ma. Vô nhà tìm chìa khóa đi, trong cái nhà này có cái quả cầu nè. Ê ma gần đây, ê ma cờ long. Ma cờ long ơi. Tao chết này lùn rồi lùn. Mày biết. Con này đi lên không? Có nè. Ê nó kìa, nó kìa, nó kìa. Nó đi lên luôn kìa, đi lên luôn kìa. Đi chặn đầu. Ê từ từ anh em ơi, từ anh em ơi. Xuống kìa nói. Xuống xuống kìa. Chơi vòng vòng vậy đó hả? Mà chơi vòng vòng luôn lông đi đâu vậy? Vừa đi vừa tìm quả cầu. Quả cầu trên cầu thang. Đi một vòng luôn lùng lên trong gió làm gì? Lên cầu thang đi bye bye. Ừ tao với Long lên cầu thang đi. Lên 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 cầu thang. Lên 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 Long đâu? Để tao đây. Không bỏ anh em mày. Có nè, đèn lên. Có đèn nè. Nè hết nến, hết nến. Nến hả? Sáng chưa? Sáng như chưa? Sáng rồi, sáng rồi, sáng rồi. Sáng rồi, sáng như phim bài. Bả nằm dưới mà. Kìa bả lên kìa. Để bả mình chơi vòng vòng với bả thôi, nó vậy. Anh em mình chơi mù mắt tôi. Vậy xuống tiền cái bức tranh hồi nãy hấp sáng lên trước. Hấp sáng từng cái hay sao á. Hay phải mày tìm dạ. Cái gì đó mới hấp sáng được. Ôi ôi nó qua nó hấp nó hấp nó hấp anh em ơi. Ơi. Ơi xuống lẹ đi em ơi. Có một con ở chỗ lên đó là. Anh em ơi cứu tôi. Hấp sáng lên được không? Sáng từng cái một. Là phải hấp ở dưới. Mùi trắng anh em ơi. Để nó hấp sáng lên cho. Lâu cái con. Tao mới vừa chạy bộ từ đó qua đây á hơi mệt nha. Thấp một lúc hả? Ừ, hướng góc đi anh em. Ờ vô lại. Lâu cái đối diện kìa. Rồi vô lại anh em ơi. Mai. Chào em. Chân đen mấy nồi. Không nhăn á. Tác hại của việc hút đá. Hút đá. Mà tới nó cho lùn hút đá chung kìa. Ơi, hai. Chào ơi. Ơi. Rồi lên thắp hai cái nến ở trên đi Long, thắp hai nến đi. Thắp được không? Rồi, thắp luôn. Lấy cái thắp được nè, thắp được cái này nè. Thắp cái này tao chết rồi. Trời ơi. Ôi khó quá. Lấy thắp được nè. Được hai cây rồi đó, được hai cây rồi. Thôi tạm dừng đến đây thôi. Hai cây sau đó một cây ở dưới nữa, ở dưới lầu thắp được nữa đó. Thôi tạm dừng đến đây thôi. Ờ tạm dừng đến đây đi mày ơi. Khó quá, để tí nghiên cứu chơi lại tiếp. Ok.